Chào anh em nhá. Shop Tân Ánh, online Tân Ánh này, loa và phụ kiện đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang nhá. Với các số điện thoại này, các bác có nhu cầu mua hàng, tư vấn thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu với lại các bác, với anh em, cái mẫu gọi là ống nhòm du lịch nhá, ống nhòm du lịch. Đây là cái bao bì của nó nhá. Ống nhòm này là ống nhòm hai mắt dành cho anh em quan sát du lịch đi săn bẫy. Mình nhòm bẫy của mình nhá, hoặc là anh em đi tìm ong. Nói chung là ống nhòm là ống nhòm hai mắt. Thì đây tôi xin giới thiệu cụ thể cho các bác nhá. Đây là cái bao bì của nó. Thì giờ tôi sẽ bóc vào trong để sẽ cùng khám phá phụ kiện của nó nhá. Phụ kiện bên trong. Đây một hộp này. Đây tôi bỏ hộp ra đây. Trong này thì sẽ là cái giấy thông số về sản phẩm nhé, nhưng mà cái thông số này nó bằng tiếng Anh thôi, các bác nghiên cứu thêm nhé. Đây là cái túi đeo của nó, cái túi vải để đeo, túi vải để đeo. Phần trong này là phần ống nhòm. Đây cái mẫu này là mẫu ống nhòm hai mắt này, màu là màu xanh bộ đội ngụy trang. Thì ngoài ra thì nó còn cho các bác là cái miếng khăn lau, miếng khăn lau ống nhé, khăn lau kính nhé, và một cái sợi dây để các bác đeo. Các bác có thể là đeo vào cái khuy này này, đây là có hai khuy này, các bác đeo vào lên trên cổ mình nhé. Đây là cái chắn bụi phía trước, cái bụi phía trước. Thế còn đây là cả cái túi vải để cho các bác đựng đi săn bẫy, thì các bác cho vào đây và có quai sách nhé, có quai sách, có quai đeo ấy. Đây các bác cho vào đây. Đây là cái mẫu ống nhòm xa. Với cái thông số của nó đây này, các bác quan sát này. Thông số của nó là 6 x 50, độ nhìn nó là 108m tới 1000m nhá. Đây nói chung là nhìn cả cây số. Đây. Cái này là cái chắn bụi phía trước này, bụi phía trước. Khi dùng các bác bỏ ra. Còn cái chắn bụi phía giáp mắt mình đấy nhá, chắn bụi phía giáp mắt mình. Còn cái chắn bụi phía đằng trước này ấy, thì nó có dây đỡ rồi, lúc nào dùng các bác thả xuống. Các bác thả xuống như này nhé, thả xuống như này. Đấy. Thế còn không dùng thì các bác úp lại, không dùng các bác úp lại để chắn cho nó khỏi bụi xước cái kính của mình nhé. Đây. Ống nhòm màu bồ đội, màu xanh bồ đội, dành cho anh em gọi là đi săn bẫy quan sát, hoặc là các bác đi tìm ong. Với cái mẫu này thì cũng rất là ok. Cái này nhá, các bác lưu ý này, trên này có một cái cục gọi là cục chỉnh tiêu cự nhá. Khi các bác nhòm ấy, các bác đưa mắt vào đây, đưa mắt sát vào đây, xong các bác đưa tay lên trên này, các bác làm như này, trên tay này các bác xoáy, các bác chỉnh đây, các bác lăn nhá, một lần các bác chỉnh, các bác lăn chỉnh làm sao cho cái tiêu cự này nó hợp lý này. Đây cái tiêu cự này nó phải hợp lý với cái khoảng cách các bác nhòm nhá, khoảng cách các bác nhòm là bao nhiêu mét ấy, thì các bác chỉnh cái tiêu cự này cho hợp lý thì các bác sẽ lấy được cái ảnh nó trong nhất nhá. Cái này thì rất là nét. Nhưng mà đây buổi chiều thì tôi không quay được cái hình ảnh thực tế nó mang lại, nhưng mà cái ống nhòm này là cực là nét luôn. Nói chung là giá thành thì nó vài trăm nghìn thôi, giá thành mấy trăm nghìn thôi, cho anh em dùng được, dùng ok, rất là nét nhá. Đây. Đây các bác lưu ý khi nhòm nên là phải chỉnh cái tiêu cự này cho nó hợp lý nhá, thì mới được cái ảnh nó nét nhất. Đấy. Đây là cái mẫu ống nhòm cho anh em đi săn bẫy, đi quan sát. Các bác đặt bẫy cách của mình mấy trăm mét, các bác đưa lên quan sát nhé. Hay anh em đi gác cu, hay là các bác đi tìm ong. Thế còn cái này là chỉnh cái tiêu cự mắt thì các bác cứ để ở giữa. Đấy cái này nhé. Đấy. Đây mẫu ống nhòm này. Hình thức bán hàng thì luôn luôn là COD. COD đi toàn quốc, các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn, không cần phải đặt cọc nhé. Các bác nhận được hàng là có quyền bóc hàng ra xem cái ống nhòm như này và nhòm ngắm thử ngon lành, thì các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Cái này thì giá vài trăm nghìn thôi, các bác mua hàng quan tâm thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop đây nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé, để các bác nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái video mà shop đăng tải lên để giới thiệu với các bác nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác.